chơi với Elon Musk mà chơi với mấy cái thằng mà tổng quản trị của mấy tập đoàn lớn này về với mình. Mình đâu có nói mấy cái này mất bạn bè sao, tụi nó đâu có tin mấy cái này đâu, tụi nó ngày nào cũng uống chai rượu chát với ăn đồ ăn xịn không à. Còn mình tự nhiên mình nói mấy cái chuyện này dễ gì, ngại lắm. Nhưng mà lãnh sứ mệnh thì bề trên mới đạt ra nói đi con à, nó còn đâu biết nói tiếng Việt là nó con có cái gì cứ nói đó, nó từ đây. Và mục đích của con nói chỉ cho cái lãnh đạo thôi, nó hiểu thôi. Cái lãnh đạo cái sau này mình mới coi lãnh đạo Việt Nam có nhiều ông, có 18 ông rồi. Thì lúc đó sư phụ mới ra nói, ồ có 18 ông nói chuyện dễ nghe lắm. Tưởng đâu là 100 triệu dân thì hơi khó phải không? Cái mình cứ nghĩ là nói cho 18 ông nghe. Mấy ông làm gì có chuyện mà vô mấy kênh YouTube mình gọi là mấy ông cho là khùng khùng đi, mình nói mình cũng khùng khùng đi, dễ gì. Nhưng mà giờ cuối cùng 18 ông nghe hết rồi đó, biết hết rồi đó. Mấy ông qua đây kiếm sư phụ hoài chứ bộ, thì mình mới biết là một ông biết là những ông kia phải biết. Thì là mấy năm nay con thấy còn là hễ vợ gửi con rồi qua đây âm thầm xin dấu thiên tâm ngài vẽ lên trán cho tôi đó, có hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái phước cao hơn nữa là có một số người dân thường cũng hiểu được cái kênh này á.